Nên những đức thường quý vị làm cha, làm mẹ, làm ông bà, làm thầy, đừng có mang gánh nặng của học trò, gánh nặng của con cháu gia đình để trên vai. Quý vị đem gánh nặng để trên vai thì giống hệt như ông bà chúng ta từng đời đều làm chuyện này hết. Ông bà chúng ta từng đời làm việc gì? Làm việc là đem gia đình để trên vai. Hồng, không nên làm điều đó đâu. Có rất là nhiều người làm cha làm mẹ có một quan niệm nghĩ như vậy. Cuộc đời chúng ta khổ, khổ cỡ nào cũng được, chỉ cần con chúng ta sung sướng là được rồi. Tất cả những người làm cha làm mẹ đều có cái nghĩ này. Cái nghĩ này là đúng hay sai? Sai. Cái nghĩ này sai. Không đúng. Vì sao? Không có cái nguyên lý, cái gốc chết mà cành lá hoa quả tốt. Cha mẹ là gốc. Nếu cha mẹ khổ mà để cho con sung sướng thì đứa con này sẽ tổn đức của nó. Phải nhớ. Trước mắt thì là thương nhưng là hại con, hại gia đình. Thí dụ như bây giờ nhà này có một miếng đồ ăn đều để lại cho con, đây là hại con chứ không phải là thương con. Nó không biết được gia đình này là khổ như vậy. Phải đem miếng đồ ăn này chia ra làm bốn thành viên trong gia đình cùng ăn, ai cũng được quyền ăn, như vậy thì mới đúng. Còn nếu như bây giờ có một miếng đồ ăn đều để lại cho con thì đứa con này hoàn toàn nó đều được ăn sung mặc sướng. Nó không biết được sự khổ đau của cha mẹ là quọt vẹt đồ ăn. Nó không hiểu được điều này. Quý vị, sau này nó trở ngại lại, nó nghịch ngợm lại, nó cự lại với mình, tức quá. Tao vì mày, tao khổ quá trời khổ luôn, bây giờ mày đối xử với tao như vậy hả? Kể lễ lại với nó. Thì cuối cùng nó nói, ủa nuôi tôi bây giờ kể lễ hả? Thì thấy không? Nó trả đũa kinh khủng chưa? Nên từ nơi đó chúng ta không nên thương người ta mà đi gánh vác người ta. Dạy gì đi gánh vác? Thương lo chỉ con đường. Còn người ta lầm lũi đó là chuyện của người ta. Còn riêng mình phải rèn được mình làm sao vui vẻ tự tại. Nên những đức nói rằng là ông bà chúng ta từng đời sai rồi. Sai rồi, chúng ta không đi theo con đường đó được. Những đức đã nhìn gia đình những đức nè, từ đời ông nội dài xuống là sai. Sai chỗ nào? Thương con cháu hết lòng nhưng tạo nghiệp gì con cháu là sai. Nếu như ông bà cha mẹ tu nhân tích đức, để cái đức lại cho con cháu thì thịnh, thịnh thì là đúng. Mà khổ nghèo là sai. Tại vì chúng ta không gây dựng được cái đức để lại cho con cháu, mà chúng ta chỉ biết vì con cháu để tạo bao nhiêu nghiệp. Giống như thương con cháu là nguyên lý đúng nhưng việc làm sai, vì không hiểu được Phật pháp. Việc này quan trọng lắm nha quý vị. Chia sẻ tới cái mức này luôn là quý vị nên nhận thức sâu sắc. Đó là việc cực kỳ quan trọng mà rất nhiều người cha mẹ trong thời cuộc chúng ta cũng đều sai ngay cái chỗ là gánh vác trên vai. Bây giờ đứa con còn nhỏ, chúng ta thương nó, lo lắng cho nó, nuôi nó tới lớn 17, 18 tuổi nó quyết định được cuộc đời của nó, tự nhiên chúng ta cũng phải bắt buộc phải đem lên vai. Cuối cùng cứ vợ gả chồng xong, nhìn gia đình nó nghèo nàn, chúng ta cũng để lên vai, bận tâm nặng nề lo cho thằng 2, thằng 3, thằng 4, con 6. Nó chưa được sung sướng, nó nghèo quá, con tôi nghèo quá, tôi không chịu nổi. Chúng ta đã già rồi vẫn bận tâm con nghèo quá. Chuyện này không phải của chúng ta nữa rồi. Chúng ta chỉ có nuôi nó lớn và tạo dựng gia đình cho con. Từ đó về sau, chuyện này là chuyện của con, chuyện của con chứ không phải còn chuyện của mình. Nếu như có của cải vật chất, chia chác cho con đồng điều đàng hoàng. Theo những đức nghĩ rằng, quý vị nói giàu sang chia của cho con trai, con gái, nữ sanh ngoại tộc không chia của bao nhiêu. Theo những đức thấy rằng con trai chia của ít cho nó hơn là con gái thì đúng. Nó có nguyên lý. Vì sao? Vì con gái chân yếu tay mềm, làm ăn không được như con trai. Từ nơi đó con gái phải được hưởng của nhiều hơn con trai. Con trai là người có bản lãnh, nam nhi trượng phu là phải có bản lãnh. Đã là bản lãnh thì không giành của với chị em gái, đó mới là đúng. Còn nếu như con mình tiếp nhận giáo dục thì con mình tuyệt đối không bao giờ giành của với nhà. Đây mới là gia đình thịnh vượng. Còn một gia đình giàu mà tranh cạnh để lấy của thì gia đình này chuẩn bị suy sụp.
Nhìn gia đạo quý vị biết thịnh hay không biết liền. Dù trước mắt nhà cao cửa rộng, 10 căn biệt thự, đất đai tùm lum, nhưng bước vào nhìn con họ, nhìn vợ họ, nhìn chồng họ, nhìn là biết gia đình này si rồi. Gia đạo không hạnh phúc. Giàu nhưng mỗi người một cái góc độ khác nhau, không ai đoàn kết lại với nhau. Gia đình này là gia đình chia ba xẻ bảy. Tới giờ ăn cơm không ngồi ăn chung, mỗi người cầm chiếc điện thoại để bấm riêng. Thì gia đình này là gia đình khổ. Giàu mà khổ. Còn người ta nghèo, nghèo một chén cà, một chén nước tương. Vậy mà gia đình người ta hai vợ chồng, hai đứa con ngồi chung với nhau ăn, thì gia đình này mới tương lai thịnh. Đó, cái chỗ này quan trọng lắm đó quý vị à. Nên đừng bao giờ nhìn cao quá, muốn giàu sang gì. Chỉ cần chúng ta tiếp nhận giáo dục, sống biết đủ thường vui, đừng có thiếu nợ được rồi. Có những gia đình giàu lắm mà nợ cũng nhiều lắm. Nhìn công ty xí nghiệp thì ầm ầm vậy đó, chứ nợ cũng chồng chất trên đầu. Ban đêm cũng ngủ không được, thường uống thuốc an thần, uống cà phê đó, để mà mở mắt ra mà làm đó. Tuy có tiền nhiều, bước ra thì người ta mở cửa xe đi vào, rồi khi tới chỗ thì ta mở cửa xe đi ra. Nhìn nhiều người chúng ta cũng ngưỡng mộ lắm, công nhận gì đâu, nhìn ta thấy ham. Còn nhìn mình đi giác bao tối ngày, đi lụm bọc tối ngày à, vậy mà hiểu được á, đi giác bao đi lụm bọc gì mà không uống thuốc an thần đó. Còn họ uống thuốc an thần bận đêm toàn là gác chân lên chán suy nghĩ không đó. Tại gác tay giờ nghĩ không được, gác chân, hiểu không? Nói quý vị chỉ có nhìn người ta giàu là ngưỡng mộ thôi, quý vị không có biết cái hoàn cảnh giàu đâu. Ủa sao thầy biết? À, từ khi đi tu tới giờ mới có cơ hội được gần nhiều người giàu không biết. Lạ thay, cái người đi tu cái là tự nhiên gần được nhiều người giàu, ngộ ghê trời. À, ngày xưa đố mà ai nhìn tới cái mặt mình luôn. Vì mà ngày xưa những đứa còn cư sĩ mà đi tu, những đứa đã gần được nhiều người giàu ở trên Đà Lạt rồi đó. Gia đình giàu vô cùng, vậy mà vợ ngồi ở nhà, mà ngồi ở đâu giữ nhà phải không? Ngồi ngay cái cửa nhà luôn. Hỏi ồ vì sao cô ngồi ngay cửa nhà mà không vô trong ngồi? Sợ ma quá. Nhà quá lớn, căn biệt thự bự kinh khủng. Cuối cùng ra tuốt ngoài cửa nhà để ngồi không? Ngồi đó để chờ chồng đi làm về. Chồng làm việc rất lớn, ngồi đó đợi chồng đi làm về. Hỏi vì sao không vô trong ngồi? Ở trong sợ ma quá, nhà quá lớn, lạnh quá. Sung sướng hả? Trời, bước ra thì chồng nắm tay vợ bước lên xe đợi mới đi. Nhưng đâu có ai hiểu được cái cảnh tình trong gia đình này đâu quý vị. Có ai hiểu được cảnh tình gia đình này không? Và thêm cái danh quá lớn, chồng đi có vợ bé, ngậm miệng lại không biết nói cùng ai. Nói ra thì gia đình mất uy tín, nên cuối cùng phải chịu ôm hận khổ đau trong lòng. Bước ra thì nhưng mà không biết được cái nỗi khổ này đến mức cực điểm, cười chảy nước mắt. Vừa bước vào tới trong nhà, vừa mở cửa ra, đóng cửa lên cái là thằng chồng nó vũ tay ra, đi lên phòng đi, không ngó ngàng gì tới. Bước ra thì nắm tay dẫn đi, giống như hạnh phúc lắm, diễn trò trước mặt cho người ta coi. Nhưng bước vô tới, tới trong nhà thì xô ra một bên, chửi vô mặt. Rồi xong quý vị coi giàu đó, quý vị chỉ nhìn cái bước lên xe đờ mớ thôi đúng không? Nhưng quý vị không biết cái cảnh tình bên trong đâu. Những đức gặp rất nhiều nhà giàu chịu cảnh này. Nghèo thì chung tay, mà giàu thì lạ thay là chia rẽ. Nên rõ ràng cuộc đời con người đúng không? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, rõ ràng thấy chưa? Nếu tiếp nhận được giáo dục thì giàu sang người ta nghĩ thở cơ hàng. Còn không tiếp nhận giáo dục thì giàu thì đổi bạn, sang đổi vợ. Nên con người chúng ta sống chỉ có mấy chục năm mà quý vị à, cuối cùng chúng ta cầm cái gì theo đây? À, chúng ta cầm cái gì theo đây? Nên từ nơi đó nên nhận thức giáo dục. Sống biết đủ thì thường vui à. Dù là một gia đình đơn giản nhưng con của mình nó đỡ dành của. Còn hơn là gia đình giàu mà không giáo dục, nó dành của te tua luôn. Chia cho nó căn nhà này, nó nói căn nhà này đâu phải mặt tiền đâu. Tại sao ba mẹ không công bằng chia cho con căn nhà kia kìa? Căn nhà kia mặt tiền kìa. Sao chia cho anh, cho em chia à? Cho con căn nhà này không có mặt tiền. Nó dành với nhau. Làm cực có của rồi chia nó vẫn không chấp nhận luôn. Quý vị thấy khổ không? Nên từ nơi đó đi móc bọc, nó không có nhìn cái bọc đâu. Đi móc bọc nó không nhìn cái bọc, rõ ràng luôn. Có khi nghèo vẫn có cái hạnh phúc của cái nghèo đó. Cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận giáo dục hay không. Nhớ, nghèo nàn đừng nhìn cao dễ hư thăng mắc nết. Nhất là con gái,
có chồng rồi, nghèo nàn nhìn cái thằng khác giàu, con gái nghèo nàn nhìn cao dễ hư thân mắc nết, thấy không? Được thì ít mà khổ thì nhiều. Nhiều đứa dưới quê lên thành phố thích chiếc xe. Một ông này lớn tuổi cho chiếc xe, cô gái này của người ta, thuê cho cái phòng ở nữa. Rồi lâu lâu đến chơi thôi, còn có chiếc xe chạy nhông nhanh vậy đó. Rồi cũng là đi cặp này người này người kia. Rồi lúc nào ông già đến thì ở nhà với ông. Rồi ông chỉ bỏ nhiêu đó thôi, thuê nhà mỗi tháng trả tiền nhà. Rồi vậy cô bé này của người ta, tính ra những người ăn chơi tính ra thì cái số tiền mà cho này và tính ra đi ăn chơi thì số tiền này quá rẻ, mà còn chất lượng hơn nhiều. Người ăn chơi ngày xưa thường suy nghĩ như vậy, hiểu thấy không? Nên nhìn cao cuối cùng khổ thân. Nên con gái cần được rèn luyện siêng năng. Để chi? Sau này nghèo khổ khả năng phát huy, việc gì cũng làm được từ chính đôi tay mình, thì không hư thân mắc nết, cũng không đi làm bé cho người ta. Hiểu chưa? Giàu sang đừng phung phí, dễ trở lại nghèo nàn, phải không? Con giàu sang mà ăn một miếng bỏ một miếng, tiền nhiều vào nhà hàng quán ăn kêu một mâm đồ ăn gấp mấy đũa vứt bỏ, xài phí phung phí. Tại sao không đem cái đó chia sẻ cho người ta? Một ly nước uống miếng trăm miếng, uống miếng trăm miếng thì uống hoài uống hết. Nhưng giàu sang không biết tu nhân tích đức, chỉ biết uống mà không chăm vào, thì một ngày nào nước đâu uống, cuối cùng thì nghèo trở lại. Vì coi bao nhiêu con người giàu được bao lâu, vì không biết tu nhân tích đức. Phật đã dạy càng bố thí càng nhiều, giàu mà không chịu đi bố thí, không làm việc thiện việc tốt, bố thí từ đâu? Người làm công kế một bên, người làm công kế một bên là duyên dày nhất. Ông chủ nên nhìn người làm công kế một bên, cha mẹ hai bên, anh em hai bên, nhìn từ chỗ này làm đi, bắt tay vào làm đi, rồi tới người ta có trước có sau rất rõ ràng. Còn giàu có tiền nhiều, cuối cùng đi chỗ này chỗ kia, đi làm từ thiện, đem giấy công đức đem về treo tùm lum. Người làm công thì để nó hiu hắt, cha mẹ hai bên thì không ngó ngàng, anh em hai bên không quan tâm. Từ nơi đó làm thiện bị người ta kêu riêu, lo cho người bên cạnh nhiệt tình đi, rồi lo cho người bên ngoài, ai nói được mình. Từ nơi đó cái phúc duyên này, người ta hỗ trợ cho kinh tế gia đình mình, gia đình mình thịnh vượng lâu dài, dạy con mình giàu nhưng phải biết tiết kiệm, cái nào ăn ra ăn, tuyệt đối không ăn thừa, ăn thừa mà bỏ. Như vậy thì con mình giàu hoài, dạy con như vậy thì gia đình này giàu lâu dài. Nếu con phung phí, vợ chồng phung phí, con phung phí, gia đạo phung phí, không tu nhân tích đức thì thời gian thì gia đình này sạt nghiệp. Quý vị coi nhiều gia đình giàu sát nghiệp là do ngay chỗ nào? Không biết tu nhân tích đức, đúng không? Đó, đây là cái học tập cực kỳ hay đó nghe, nhớ nè. Bỏ thời gian chơi game không bằng niệm Phật làm việc có ích. Con nít bỏ thời gian chơi game nhiều quá không bằng niệm Phật tu nhân tích đức. Tối ngày chơi với mấy con game, cái mặt viết giống con game luôn. Đứa mà chơi game viết mặt khờ, hiểu không? Đứa chơi game giết mặt khờ, không bằng dùng cái miệng niệm Phật. Thí dụ như những đức từ bên kia qua đây nói chuyện gì sao, vô là những đức nói chuyện ngon lành đúng không? Ở bên kia những đức dùng cái miệng tập thể dục. Quý vị thí nghiệm đi, khi quý vị muốn đi giao tiếp với ai, nói chuyện với ai mà hay, trước nhất cái miệng phải tập thể dục trước. Ngủ thức dậy cái miệng tập thể dục liền. Bằng cách nào? Lia lịa cái miệng hay Phật, làm cho cái miệng nó đánh lên đánh xuống cho nó nhanh đi, để vô nói chuyện cái là lanh liền không nói chuyện. Còn nếu nó không nói chuyện qua nó ú ớ, hiểu không? Phải cần dùng cái miệng tập thể dục cho nó nhạy bén. Như con người mà vừa ngủ thức dậy cần phải thao tác cơ thể, cái miệng cũng vậy, cần phải được thao tác thì nói chuyện nó dẻo câu vô cùng. Lời nói nó tự nhiên, nó lưu rít từng câu từng chữ nhạy bén, là cái miệng này cần phải nhạy bén. Mà nhạy bén gì hay nhất? Niệm Phật. Niệm Phật sanh trí tuệ. Nên các con ghiền game bấm trên mạng thường xuyên ngồi trên đó không có lợi ích, bỏ thời gian phí phạm. Tại sao không niệm Phật? Phụ cha mẹ. Không niệm Phật thì phụ cha mẹ, phụ cha mẹ cũng niệm Phật luôn. Phụ cha mẹ lau nhà, dọn nhà, vừa làm vừa niệm Phật. Còn hơn là ngồi cầm điện thoại bấm chơi game, mất thời gian, không có phước. Cái mặt lâu ngày giống con game,
Nó chơi game giết rồi đầu óc nó dễ bị teo, não của nó teo lại. Mắt thì bị cận thị, nhìn vào màn hình lâu ngày con người tự nhiên nó giống như là nó lơ lửng. Tại vì sao? Vì nó nhìn vào chiếc điện thoại, đem thế giới gom lại thành chiếc điện thoại. Cuối cùng con người tâm lượng nhỏ bé, chỉ biết chiếc điện thoại, không biết xung quanh nhiều người đang khổ cực. Nó không nhìn được chuyện này. Nên cái đứa mà ghiền điện thoại là đứa này tâm lượng sẽ nhỏ chắc chắn luôn. Tâm lượng mà nhỏ thì não con cũng bé. Còn tâm lượng mà lớn thì não nó cũng to lên. Tại vì sao? Vì trí tuệ nó nhiều, hiểu không? Nên từ nơi đó bỏ thời gian ghiền game, không bằng niệm Phật, phụ cha phụ mẹ, nghe giáo dục. Còn nít mà có góc độ này thì chắc chắn đứa con nít này về sau chắc chắn là có tương lai. Chắc chắn có tương lai. Mọi người đều có thể thay đổi số mệnh mình bằng cách tu nhân tích đức. Ai cũng có khả năng thay đổi được số mệnh. Hồi sáng Nhân Đức kể câu chuyện của ngài Liễu Phàm. Về sau cuộc đời của Liễu Phàm thay đổi số mệnh, trong khi Khổng Tiên Sinh coi sách số cho ông, cuộc đời ông 50 mấy tuổi chết, không có con gì cả. Cuối cùng gì mà ông tu nhân tích đức, sau này ông có con trai. Con trai ông sau này có vợ, đẻ thêm cháu, trai cháu gái có đầy đủ hết, gia đình thịnh vượng. Sách số coi ông sống 50 tuổi thì chết. Vậy mà ông sống tới năm 70 mấy tuổi ông mới chết. Có nghĩa là con người có thể tu nhân tích đức. Làm việc bất thiện, quả báo bất thiện đến. Làm việc thiện thì quả báo thiện đến. Từ nơi đó con người có thể tu nhân tích đức thì chúng ta thay đổi số mệnh là 100%. Nên nhiều người bây giờ không có con, đi dùng mọi cách để có con, làm đủ cách để có con, cuối cùng thì đem tứ tung lung tung lang tang để làm cho có con. Như vậy thì những việc đó làm cho có con là nhờ việc đó làm cho có con hả? Không có đâu. Số mạng có con nhưng chưa đến lúc có con. Mà mong muốn có con sớm là đi ngược lại định luật tự nhiên. Nên tất cả những người dùng cách này cách kia, vợ chồng nói rằng sống với nhau không có con, mà đi dùng cách này cách kia để có con, có được con toàn là con phá gia chi tử. Vì sao? Vì số mệnh có con nhưng chưa đến có con. Nhưng quý vị đi làm ngược lại là phải cầu con sớm thì con họa tai sẽ đến. Phải chi dùng tiền đó mà tu nhân tích đức thì con sanh ra là con có đạo đức. Ăn chay niệm Phật phóng sanh, con sanh ra hiền từ. Đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, con sanh ra gương mặt giống Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại sao không làm như vậy mà đi bỏ tiền một số tiền nhiều đi làm cái chuyện để cầu con nó, rồi đi ăn cái này ăn cái nọ để có sức khỏe, để có con. Không có, có con được. Mà có con cũng là khóa quy luật tự nhiên rồi, hiểu không? Nên từ nơi đó phải để cho nó tự nhiên. Dù không có con dặn hết lòng thương vợ, thương chồng. Chứ không phải là không có con mà bỏ người ta đi cưới người khác. Số mệnh nó đã không có con thì cưới người khác nó cũng không có con. Còn số mạng nó có con, đi cưới người khác nó mới có con. Còn số mạng nó đã có con thì cưới một người này, ở một người này, sớm muộn gì nó cũng có con. Quý vị nói 50 tuổi nó không đẻ hả? Nó mà có con á, 50 tuổi nó cũng đẻ nữa. Đẻ muộn. Số là tới đó nó mới có con. Quý vị phải tin chỗ này chứ. Nên từ nơi đó cái tu nhân tích đức rất là quan trọng. Nghe được Phật Pháp rồi hãy tự nhiên đi. Nhiều người bây giờ có con khổ quá trời luôn, mình không có con nó còn sướng hơn nữa. Vậy mà nhiều người nhà giàu không có con thì đặt vấn đề nặng nề vô cùng, nghĩ của cải để là cho ai? Của cải này đem đi bố thí cúng dường hết còn ngon, đổi có phiếu công đức, trời ơi, có cách làm hết chứ. Lâu lâu chương trình khiếm thị ở đây tổ chức, đem tiền ở đây cho người khiếm thị đi. Đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật đem đi cho người ta đi, đúng không? Giàu mà. Nó bây giờ đổi cuộc đời này về cực lạc ở ngon hơn. Chỗ về cực lạc đặc biệt quá tuyệt vời. Ha, có nghĩa là tu nhân tích đức được, nghe chưa? Nó, nên những người dưới quê mà đi lên đây chúng ta nghe công đoạn này, quý vị nhớ là nghèo nàn mà lao theo đồng tiền chạy thấy không kịp đâu. Quý vị niệm ai về đầu Phật đi, đồng tiền tự đến à. Ăn chay niệm Phật đi, đồng tiền nó đến liền. Còn chạy theo chạy không kịp nó đâu. Vì quý vị đâu, trong mạng đâu có tiền đâu mà chạy theo kịp. Khổ lắm.
Tâm hiếu thảo với cha mẹ là phước đức lớn nhất. Tâm hiếu thảo với cha mẹ là công đức lớn nhất. Thí dụ như bây giờ chuyến này chúng ta đi đến đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều có ông bà và cha mẹ. Bây giờ mình nghe được Phật Pháp, biết đâu ông bà cha mẹ mình đang chờ đợi mình gỡ từng chút phước cho họ làm sao. Họ đang chờ đợi mình gỡ từng chút phước, chứ không phải là ông bà cha mẹ mình chờ gỡ đồ ăn nha. Chết rồi gỡ đồ ăn cũng vô dụng, mâm cao cổ đầy cũng vô dụng, gỡ đốt giấy tiền vàng bạc vô dụng, đốt nhà. Có nhiều người bây giờ đốt con gái bằng giấy. Nếu như mà đi xuống dưới âm phủ mà được đốt nhà lầu rồi cho tôi, rồi đốt con gái xuống dưới phục vụ tôi xuống âm phủ chơi còn ngon. Trước khi chúng ta chưa chết, chúng ta nói với gia đình thương tôi thì đốt nhiều nhiều cho tôi, đốt đô la nhiều nhiều xuống dưới xài cho thoải mái, đốt thì bốn em với căn biệt thự, có căn biệt thự có thì bốn em, hai em thì bóp hai tay, hai em bóp hai chân. Đúng không? Nó quá sung sướng rồi. Vậy thì ở âm phủ quá sung sướng rồi, cặn gì thì trên đây đốt xuống rồi xài rồi, đúng không? Phi lý. Càng sai, sai càng sai, từng đời sai 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 sai, đúng không? Không được lợi ích gì chứ. Trong khi lục đạo luân hồi còn có người có chờ Atula cũng được đi, vậy mà cứ đẩy âm phủ không, đúng không? Xuống âm phủ ở dưới đi, ở dưới khóc mẹ khóc cha, ở dưới nằm ở dưới khổ đau u ám, ở dưới bị đánh bị đập ở dưới, vậy mà cứ đốt cái đó hoài. Ông bà cha mẹ nói: con ơi con, cháu ơi cháu, giúp cho miếu phước đi, khổ quá trời mà cứ đốt luôn đây hoài. Năm nào tụi bay cũng làm đám giỗ, giết mấy con trâu, mấy con gà, mấy con heo, xuống nó ủi tao muốn chết mẹ tao luôn mà mày. Đâu có biết tu đâu, tao có biết tu thôi thì nói ủi chết mẹ tao rồi, hiểu không? Mà tụi bay cứ năm nào tụi bay cũng ăn nhậu trên đó, rồi tụi bay được chòm sớm người ta khen, người ta nói là tụi bay hiếu thảo làm đám giỗ lớn linh đình, giết gà giết heo giết vịt, toàn là những cái thằng ăn nhậu, cái đứa ham ăn hút uống nó đến nó ăn rồi nó khen tụi bay, rồi tụi bay đưa cái mặt ra mà tụi bay mừng khi nó khen tụi bay. Còn tao dưới đây tao giữ gà giữ heo giữ chó ở dưới muốn chết tao nè, tụi bay tao mà lên được tao bóp họng tụi bay cho tụi bay chết, cho tụi bay biết hiếu thảo tức chết được quý vị biết rằng. Nhưng mà không có lên được, thường là những người đó không lên được. Vì có con cháu tu đâu mà lên, có con cháu tu mới lên được. Nói tới câu này làm như nó bị cảm xúc. Thằng số nhiều người khổ quá tống lên. Có con cháu tu mới lên được, vì nhờ cái phước con cháu tu. Mà vua Diêm Vương cũng từ bi lắm, cho lên báo mộng đi, hiểu không? Báo mộng để người này gán tu thêm một chút nữa. Thật sự mà nói, vua Diêm Vương cũng từ bi lắm, cũng đâu có muốn chúng sanh đi xuống dưới đó làm cái gì, công đâu mà đi xây bao nhiêu địa ngục ở dưới tùm lum tùm la. Nhưng do cái tâm con người tạo nghiệp mà nó sanh địa ngục, chứ đâu phải là ngày xây, hiểu không? Nên ở dưới địa ngục bây giờ vừa có một cái địa ngục mới cho người ở nhân gian. Ai cũng đang lắng nghe địa ngục gì chào. Thầy Đức Ông nói ở dưới ông phụ có địa ngục mới dành cho người ở nhân gian. Địa ngục gì? Địa ngục điện quan. Dành cho ai? Dành cho người ghiền game. Công ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng khôn lớn, không làm việc lợi ích, làm việc tốt trong cuộc đời, mỗi ngày ngồi đó chơi game, tới giờ cha mẹ nấu cơm đem bưng lên cho ăn, dùng cái thứ vô dụng, cuối cùng mày chết đi, đi xuống dưới địa ngục, bị đọa trong địa ngục điện quang. Địa ngục điện quang là như thế nào? Tự nhiên đi xuống đó, vào trong cái địa ngục đó, máy vi tính đầy hết trơn, tự nhiên mừng quá chạy đến để chơi game, cuối cùng vừa ngồi chơi game thì điện bên trong xẹt ra môi mắt nó. Vừa moi mắt xong, một cơn gió thổi ngang, mắt trở lại bình thường, tiếp tục chơi nữa, vì quả báo lôi kéo, nó không chịu ngừng. Cuối cùng chơi nữa, moi mắt tiếp tục, cứ moi hoài, moi đờ đờ kiếp kiếp trong địa ngục điện quang.
dành cho những con người ghiền game, mỗi ngày dành nhiều thời gian trong máy tính, dành nhiều thời gian không làm việc lợi ích mà cứ tối ngày cầm điện thoại bấm, thì chết đi đọa trong địa ngục điện quang. Địa ngục xuất hiện là do tâm người tạo ra địa ngục. Chứ vua Diêm Vương cũng rất từ bi, cũng mong muốn chúng sanh về cực lạc hoặc sanh cõi trời, chứ ngài cũng không muốn họ đọa trong địa ngục đâu quý vị à. Nên khi gia đạo có người tu là sẽ có người đến báo mộng cho quý vị biết. Báo mộng cho quý vị biết họ đang quá khổ. Quá khổ. Cách nay mấy năm về trước, những đứa có một người anh. Người anh này lúc còn sống cũng hiền, nhưng anh sát sanh rất là nhiều luôn. Sát sanh nhiều lắm mà anh hiền lắm, nhiệt tình. Như cái câu nói người dưới quê nói rất nhiệt tình. Gia đình có đám tiệc bay vào mặn heo, mặn gà, mặn vịt, nhiệt tình. Làm con ghế bên vợ ai cũng thương, rất là nhiệt tình. Dưới quê bị biết rồi, lăn xả làm việc cực khổ, sát sanh hại vật dọn dẹp kỹ lưỡng, thì tức khắc được thương yêu đúng không? Không có nói sát sanh hại vật gì, đó là siêng năng, hiểu không? Thì khi anh chết năm 44 tuổi, ung thư, cơ thể bên dưới rút lên ngay cần cổ bụi to ra, toàn bộ thịt ở dưới gom lên, ở dưới nó còn xương không? Lúc đó không biết tu, nhiều người cứ kêu nào là cắt máu gắn hổ cho uống, giết sát sanh hại vật, làm đủ chuyện, ngâm rượu bìm bịp đủ chuyện, tạo nghiệp sát sanh, bỏ sát sanh thêm. Khi chết, chết khổ vô cùng. Nhìn tướng, bây giờ nhớ lại đó là tướng gì? Tướng trong địa ngục. Nhìn tướng, tướng trong địa ngục, tướng trong ngạo quỷ. Thấy chưa? Tạo nghiệp sát nặng quá. Đi tu vài năm sau, anh đến báo mộng cho biết. Anh đến gương mặt rất buồn và khóc. Thịt cứ rớt xuống, lụm thịt bỏ vô miệng ăn. Nó phải không? Gia đình có người tu, người ta mới đến được. Cái phước báo đó, người thân được hưởng một chút. Vua Diêm Vương kêu quỷ sứ cho lên thăm, báo mộng cho biết, để cố gắng giúp người này. Vua Diêm Vương vô cùng từ bi. Đúng không? Còn quý vị, cả gia đạo không ai biết tu gì cả. Dù có báo mộng cũng bằng không. Báo mộng cũng bằng không, họ không biết gì cả. Nghiệp lực càng chắc chồng, nặng vô cùng sao lết. Nặng quá làm sao lết. Nó nặng quá làm sao lên đấy. Đấy không? Nên quý vị biết rằng, mỗi năm mà sát sanh hại vật, mà bỏ xuống cho ông bà cha mẹ mà nói hiếu, cái này là đại tội chứ hiếu. Đại bất hiếu. Tại sao chúng ta không lựa ngày khác ăn á, mà lựa ngay đám dỗ ăn? Bạn bè nói nhà mày giờ làm chay á, mời tao không đi đâu. Không đi thì thôi. Trời, vì kinh tế làm ăn bây giờ phải nấu vài mâm mặn để đãi tụi nó. Không cần thiết. Bạn như vậy là bạn không đặc biệt rồi. Bạn gì đâu mà nấu đồ ăn chay cúng cha mẹ. Cái tình người ở đâu mà tự nhiên đồ ăn chay là không lỡ ăn. Mày ăn thì ăn bao nhiêu ngày khác đi. Còn ngày nay tình nghĩa mày đến, dù mày uống ly già ăn miếng bánh cũng là tình cảm. Bộ mày ăn chay mày chết liền sao? Đúng không? Như vậy thì mình biết bộ mặt thật của người bạn này rồi. Đương thờ thì nó kẻ bưng người bợ, hết thờ thì nó trốn tránh mình mất tiêu. Con người đó thà chúng ta đừng chơi chung, còn đỡ bị thất vọng hơn gì sao? Hiểu không? Chúng ta chỉ cần làm một cái chuyện nhỏ thôi, chúng ta cũng nhìn ra được tình người đến với chúng ta nữa. Khi giàu sang thì quý vị coi, kẻ bưng người bợ anh em. Mình mà giàu rồi, dù mình lên trên núi nó cũng đi lên trên nó tìm nữa. Mình mà nghèo rồi mình ngay mặt tiền nó cũng trốn nữa. Mình chưa điện thoại cho nó là nó điện thoại cho mình phải cúp nguồn điện thoại để ngủ. Vậy mà khi mà mình nghèo, mình xa cơ thất thế, mình mở điện thoại ra, mình bấm điện thoại mình điện cho nó tắt nguồn. Trong cuộc đời này không phải ai cũng như vậy mà quý vị coi, phải có không? À. Nên có nhiều người nam chúng ta không biết vợ mình mà biết bạn. Biết bạn rất là nhiều, chơi với bạn, nhưng đối với vợ thì tệ bạc. Vợ là người chung chăn sẻ gối, sống khổ cực có nhau, như vậy mà đối với bạn thì nặng nề. Ba những đức ngày xưa, ông chơi với bạn rất nhiệt tình.
Mỗi lần ông nhậu vô nhà thì nghèo, ông cứ kêu, thường kêu cái câu gì? Đem mồi ra. Những đứa còn nhỏ cứ ngồi kế bên, hoặc vô bếp nghe mẹ như Đức Ba nói: mồi đâu mà đem? Nhà nghèo muốn chết, mặn đứa con gà, để cho mấy đứa con mấy miếng thịt cho nó ăn, cứ đem mồi ra, đem hết trơn. Bà ngồi ở bên trong lấy cái hũ mắm ra ăn, ngồi ăn khóc. Ở ngoài kêu đem mồi ra, bà ở trong mới nói: mồi đâu mà đem? Rồi bắt đầu mắc cỡ với bạn bè một chút, bạn bè về bắt đầu chửi hai chồng đánh lộn. Con nhỏ cứ nhìn cảnh này ao ước là gia đình của mình thằng nghèo nhưng hạnh phúc, đừng có cái kiểu này nữa. Lúc còn nhỏ ấn tượng vào đầu mình một tư tưởng rằng tại sao cha mẹ mình chiều nào cũng cư lộn. Có mấy ông đến rủ nhậu, trong lòng mình nói: tôi còn nhỏ, tôi mà lớn tôi quýnh mấy ông một trận. Đứa con nít mà còn nhỏ nó có một quan niệm: quýnh mấy ông này một trận, bữa nào cũng rủ ba tôi nhậu. Ba tôi nhậu về cự lộn với mẹ tôi, mà tại sao rủ ba tôi nhậu? Mấy ông rủ một người bạn nhậu mà về nó chửi vợ chửi con. Vậy rủ nó nhậu gì? Mấy ông uống rượu gì à? Rượu này mà rượu tình rượu nghĩa hả? Rượu này là rượu ngu si thì có. Uống vào chửi vợ chửi con người ta mà đi rủ người ta hoài. Bạn gì vậy? Mình cần chơi không? Mình chơi với bạn phải nhắc bạn chứ. Tao chơi với mày là tình nghĩa. Mà mày uống rượu vào mày chửi vợ chửi con, mày mặt mũi nào mai mốt tao đến tao rủ mày nhậu đây. Mày phải đàng hoàng tao mới chơi với mày, nghe chưa? Người bạn như vậy mới đúng. Còn chồng người ta cứ chữ vợ chữ con mà nhậu vô là có chuyện. Vậy mà cứ là rủ người ta nhậu hoài. Lúc mình còn nhỏ mình nói chậu là chậu, tôi mà có sức tôi quýnh mấy ông này một trận. Còn nhỏ nó có quan niệm gì đó quý vị, mà từ nhìn chỗ đó mà nói với mình sau này nhất định sau này chơi với bạn 5 phần phải dành cho vợ con 5 phần, chứ không thế nào như ba mình hoàn toàn chỉ biết bạn mà quên vợ và con. Nhưng ông chỉ có nhậu vô làm gì thôi, nhưng tỉnh thì ông đối với vợ con được lắm. Nhưng mà ông nhậu nhiều thì mình cũng chịu thua luôn, thấy không? Cứ mồi đem ra thôi. Cái cách này không hay đâu quý vị. Thí dụ gia đình mình có đồ ăn gì ngon ngon đúng không, lâu lâu gia đình nấu ăn lần đúng không, không có kêu ai đến hết trơn á, cái gì thì bưng cho, còn dành riêng cho gia đình được thời gian không gian một chút, đó là người khôn khéo. Gia hòa vạn sự hưng. Gia đình mà không hòa, gia đình mà không tốt, làm sao hưng thịnh đây? Nên dành riêng gia đình, ngày nay là ngày của gia đình, không có người khác được. Để gia đình ngồi bên nhau, vợ chồng ngồi bên nhau, con cái ngồi bên nhau, đây là một cái hạnh phúc của gia đình. Quý vị phải hiểu cách này nghe. Còn ngày nay nấu đồ ăn được, mời bạn bè đến, được, ngày nay em đãi khách đàng hoàng nghe. Ngày nay đãi khách đó là giao lưu, đúng không? Còn ngày nay là gia đình chúng ta, là gia đình chúng ta. Tôi làm bao nhiêu việc cực như vậy mà tôi nhìn từ ba tôi mà tôi học được nhiều thứ. Nên tôi ở đây tôi lo việc trong chùa, khi tôi ăn uống với các cô, các chú là tôi dành riêng cho họ hoàn toàn. Tôi chơi chung với họ, họ vui vô cùng. Vì tôi nói ba tôi ngày xưa không dành cho vợ cho con, tới đời tôi dành cho người bên cạnh tôi nhiều hơn. Dù cỡ nào đến với quý vị, nhưng lúc trở lại bình thường, những đức dành cho người trong chùa nhiều hơn. Nên họ ở bên cạnh những đức nhiệt tình, vui vẻ, đúng không? Bài học tập này quan trọng lắm đó quý vị, nhiều cái hay vô cùng. Cần quá giải nghiệp phá thai bằng cách niệm Phật. Người mang nghiệp phá thai cần phải hóa giải trong đời này bằng cách nào? Niệm Phật. Để máy niệm Phật bên cạnh nghe pháp thường ngày như vậy, nghe như vậy đi để hóa giải. Quý vị nói niệm Phật là hóa giải hả? Chưa chắc. Cái hóa giải là ở đâu phải không? Cái tâm. Vì cái niệm Phật là gì? Cái tâm hóa giải niệm Phật mất sanh công đức mới hóa giải. Cái người mà không hiểu niệm Phật không có được, hiểu rồi mới niệm Phật được. Thí dụ như một cái đường ống này nước chảy qua, nghẹt rồi, nước chảy qua được không? Không, thông ống nước mới chảy. Như vậy con người cần nghe pháp để làm gì? Thông tâm. Thông tâm mới tu được. Nên câu Phật hiệu là bổ nguyện của Di Đà. Ta niệm danh hiệu Phật này tại sao tiêu nghiệp? Vì ta hiểu niệm Phật A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Niệm câu Phật hiệu này sanh tánh giác. Giác ngộ rồi thì vui trả nợ, trả nợ vui vẻ thì nghiệp chướng tiêu trừ, đúng không? Nên tại sao nhiều người niệm Phật đâu có được? Vì chưa thông được cái tâm. Nên cần phải nghe pháp mỗi ngày. Nên hai bài chia sẻ Phật pháp, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quá cần nghe mỗi từng chủ nhật, cần nghe để làm chi? Hóa giải tâm tư mình, cởi mở tâm tư, tiêu trừ nghiệp chướng. Nên nhiều người mang nghiệp phá thai. Cái nghiệp này không giải quyết trong đời này thì giải quyết ở đâu? Tam đồ ác đạo. Nghiệp này là nghiệp gì? Giết người. Nghiệp giết người.
Có nhiều người phụ nữ giết hai ba mạng người như vậy mà đem một cái bài, đi lợn nhà quý thầy, lập cái bài vị, đưa chút tiền tụng kinh dùm, rồi tiêu nghiệp xong đi về đi phá thai nữa. Quý vị làm chuyện này thì giống như cái chuyện đùa chơi vậy đó. Quý thầy tối ngày đi làm chuyện gì? Đi làm chuyện giúp cho người ta phá thai để rồi là cầu tiêu nghiệp dùm hả? Không có chuyện này xảy ra đâu quý vị. Quý vị đã tạo nghiệp thì quý vị phải giải nghiệp từ tâm quý vị đi. Còn quý vị cúng dường tam bảo, cúng dường cho quý thầy, đó là tâm phát xuất từ tâm thiện mà có phước. Chứ đâu có cái chuyện cúng chỗ này để cầu tiêu nghiệp. Làm gì có cái chuyện cúng dường chay tăng, cúng dường như vậy là tiêu nghiệp. Làm gì cái chuyện tiêu nghiệp là cái tâm nó thông nghiệp, nó mới tiêu. Chứ cái chuyện làm thiện là có phước. Nhớ, làm thiện là có phước, phước không tiêu nghiệp. Như vậy cái gì tiêu nghiệp? Công đức mới tiêu nghiệp. Mà công đức là cái gì? Công đức là cái niệm Phật, cái tu mà nghiệp chướng đến vui giả, đó là công đức. Khổ đau cỡ nào cũng tu được vui giả là công đức. Còn cái việc tu phước tu duyên, đó là bố thí cúng dường tạo tượng đúc chuông, rồi là cúng dường chay tăng, làm nhiều việc thiện giúp đỡ người nghèo, hoàn toàn cái này là tu phước. Thì phải nhớ nè, chúng ta phần nhiều tu phước không có công đức đâu. Quý vị cứ xem á, cái câu chuyện của tổ sư Đạt Ma, mà khi á, vua Lương Võ Đế hỏi, thì quý vị sẽ biết quý vị tu công đức hay phước liền à. Có ai mà là một vị hộ pháp như là vua Lương Võ Đế không? Không có ai mà hộ trì tam bảo bằng vua Lương Võ Đế hết trơn á. Ông làm vua mà tin kính tin tam bảo, hộ trì người xuất gia, giúp cho nhiều người tu hành, gặp bậc cao tăng là thỉnh giáo, mời về cúng dường, xây tịnh thất cho ở để hộ trì cho người đó tu. Người xuất gia là vua Lương Võ Đế đều hộ trì hết. Phước duyên là một vị vua mà hộ trì tam bảo ai làm bằng. Xây chùa thì xây cực kỳ nhiều, xây chùa rất là nhiều. Nhưng ông luôn luôn là nghĩ ông là người có công đối với Phật giáo lớn. Ông nghĩ như vậy. Nên khi gặp tổ sư Đạt Ma, câu đầu tiên ông thỉnh giáo đó là gì? Việc làm của chậm có công đức có lớn hay không? Tổ sư Đạt Ma nói rằng không có chút công đức nào cả. Như một ca nước lạnh tát vào người chịu không nổi, mời tổ sư Đạt Ma đi đến nơi khác. Trong khi ông định là mời tổ sư Đạt Ma đến hộ trì, nhưng cuối cùng chỉ một câu nói như vậy, ông không vừa lòng không vừa ý, mời tổ sư Đạt Ma đi đi. Người nói chuyện kỳ cục, làm bao nhiêu việc tốt như vậy, có một chút công đức chứ làm gì không có. Nhưng tổ sư Đạt Ma nói rằng công đức không có một chút hay không có nhiều gì cả. Công đức là công đức, công đức là vô lượng, công đức không có giới hạn là công đức. Chứ làm gì công đức mà có nhiều có ít? Từ nơi đó phước báo mới có nhiều có ít. Ông làm mà đặt trên môi việc làm thì là phước báo. Nếu ông hỏi tôi phước báo tôi có lớn hay không, thì tôi trả lời phước báo rất là lớn. Hỏi có công đức hay không, thì ông làm nhiều việc nhưng không có công đức. Vì sao? Vì ông đâu có tâm giải thoát đâu mà công đức. Ông làm là cầu phước nhân thiên chứ không có công đức. Cái phước báo mà tu này là nhân thiên, vì phước báo này còn chấp tướng nên nó ở trong lục đạo luân hồi. Nếu như ông xả cái tướng này là trở thành thiện căn công đức. Mà thiện căn công đức là đi đâu? Giải thoát về cảnh giới chư Phật. Nên quý vị nghe đạo rồi quý vị in một quyển kinh ghi tên trong đó, viết một bài sớ vô trong quyển kinh phía sau. Công đức hả? Quý vị nó ghi bao nhiêu tên người đó đi cầu an cầu siêu là tốt hả? Không tốt đâu. Làm thiện xong quên đi, cúng dường tượng Phật xong quên đi, làm việc thiện xong quên đi, quên hết đi. Nhắc cũng vì người, không có vì mình là công đức. Nhắc là vì trong lúc đó phương tiện phải nhắc, không có vì mình, không có vì cái ngã của mình. Hộ trì tam bảo nhiều vô cùng nhưng người ta chửi mắng quý vị, người ta không cần quý vị, nhưng vẫn hộ trì là hộ trì. Đây là công đức. Công đức là sự nhẫn nại chịu đựng là công đức. Còn nếu như làm nhiều việc thiện mà chỉ cần nói đến là cự lại bất bội liền thì không có công đức gì cả. Nó phải nhớ hiểu được cái chuyện công đức hay phước báo cho rõ ràng. Nên nhiều người chúng ta đi đến chùa đều là mê hoặc điên đảo, cứ vô lượng công đức rồi nhào vô mà làm xong ghi cho cái sớ đem về nhà. Công đức không có đâu quý vị à. Bị dụ đó.
Dụ đây cũng là muốn dẫn dắt quý vị đi đến đạo để tu. Nhưng nếu không nói rõ cho nghe thì cả đời quý vị là mê hoặc điên đạo. Cuối cùng tu cả đời mà đi xuống gặp vua Diêm Vương cũng bực bội vô cùng. Làm bao nhiêu việc thiện như vậy mà đi gặp vua Diêm Vương Phật pháp không linh chút nào. Nhưng do chúng ta không áp dụng Phật pháp đúng đắn, nên cuối cùng chúng ta đi gặp vua Diêm Vương chứ làm sao, hiểu không? Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai cần phải hóa giải bằng cách pháp môn niệm Phật này. Phải cần nghe pháp thông tâm. Chứ nếu như mà không khéo quý vị khổ đau lắm á. Bây giờ còn phước nó chưa bệnh hoạn nhiều nhưng mà nó cũng nặng nề rồi đó. Phá thai là nó sẽ nặng nề cơ thể. Quý vị phải nhớ là ba lần đẻ tổn thất không bằng một lần phá thai. Nếu như quý vị phá thai ba lần thì hơn chín lần đẻ. Thì cơ thể người đàn bà này sẽ thảm thương cỡ nào, hiểu không? Đó. Người đi đến chùa phải nghe được giáo dục. Người phụ nữ đừng nên bận đồ hở hang. Trong đây bữa nay đông có cơ hội đó. Tha hồ nói đi. Gặp rồi lần này không biết lần sau còn gặp nữa hay không, đúng không? Sống cuộc đời ngày hôm nay nên nắm bắt cơ hội cho nó chuẩn. Người phụ nữ bận đồ hở hang là tương lai đi đâu? Và tự tình không, nó đi vào địa ngục. Vì mỗi lần bận một bộ đồ hở hang đi ra bên ngoài là quý vị đang tạo địa ngục cho bao nhiêu con người. Tham, hiểu không? Máu, đủ chuyện hết. Nên bây giờ mình đã có chồng hoặc là chưa có chồng, bận đồ kín đáo thì đẹp lâu. Người phụ nữ phước đẹp lâu, nhưng do bận đồ hở hang nên đẹp thời gian xấu lại luôn. Tại vì sao quý vị coi bận một bộ đồ áo một dây không dây luôn. Bây giờ bận cái áo chồng vô cái be ngang cái ngực cái rồi xong đi ra đồ dí nhảnh đi. Bận thêm cái quần ngắn ngủn đi ẹo thêm. Bây giờ nó thiết kế những cái quần cho tuổi trẻ. Bây giờ bận quần jean mà nó sát lên tới ở trên luôn. Bận ra ngoài nó đi. Quý vị coi có con gái bận gì không? Nó thì đây là gì? Tương lai đều đi vào địa ngục hết trơn. Đúng ra nó sanh ra nó đẹp lắm, nhưng cuối cùng do cái hành động đó của nó, nhưng mà cuối cùng nó mau xấu. Mau xấu, thấy chưa? Con gái bận đồ hở hang là mau xấu. Vì nhiều con người nhìn nó tự nhiên khởi tâm dục vọng nhiều quá. Vừa khởi tâm dục vọng lên thì nó mau xấu chứ làm sao. Nên quý vị coi những đứa người mẫu sau này tới tuổi già, vì sẽ thấy nó thảm thương. Như quý vị thấy nó thảm thương đến mức cực điểm luôn. Người mẫu là gì? Là tâm tu phước duyên vui vẻ quan hỷ của nhiều đời nhiều kiếp, cung kính tăng ni, cung kính con người, nên sanh ra đời này nó cao ráo, mặt tươi, là nhân tu vui vẻ, cúng dường hoa cho Phật. Hoa là nhân, nhân vui nên quả tốt. Đời này sanh ra làm người mẫu cao ráo. Vậy mà bây giờ làm người mẫu bận đồ để đi dùng dáng dốc mình để đi kiếm tiền. Như vậy thì tới tuổi già sẽ biết. Nếu nghe được á nghe. Bây giờ chưa tin thì cứ thử đi. Già rồi sẽ biết. Tôi từng nuôi một bà già là hoa khôi kìa. Từng nuôi một bà già là hoa khôi kìa. Không ngờ được bả ngày xưa là hoa khôi luôn. Bây giờ hoa thúi. Trời ơi già gì đâu mà nhìn thấy ghê. Nó gồm xuống luôn. Ngày xưa về hình nó cao ráo đẹp vô cùng. Vậy mà bây giờ nó gồm sát xuống luôn mà nhìn thấy ghê còn hơn cái gì nữa trời. Nhưng Đức nói bà thấy rõ ràng chưa? Bà ngày xưa bà dùng cái dáng này để kiếm tiền đúng không? Hình ảnh này bà quảng cáo, hình ảnh này bà làm đủ chuyện mà bà chụp hình đồ ha, ẹo tới ẹo lui đúng không? Nên mấy cái đứa con gái mà chụp hình mà ẹo tới ẹo lui đưa trên mạng, mấy đứa này nó đọ không có ngày ra. Đọ chừng nào mà tất cả những người coi hình đó mà không còn đọ địa ngục nữa. Rồi tất cả hình ảnh nó phải diệt vong sạch luôn thì nó mới ra khỏi địa ngục. Quý vị nghĩ đi, đáng sợ chưa? Nên từ nơi đó cái nhân quả ghê lắm. Nghe Phật pháp rồi rung mình rỡn óc. Đừng có nói mà thấy ngon. Mấy đứa gái trẻ trẻ thấy người mẫu hoa hậu đi ẹo ẹo ẹo, trời ước gì tôi làm người mẫu. Thi vô đó đâu có dễ đâu con. Nó chửi mày te tua. Vô thi đi rồi biết. Nên từ nơi đó ha, dính vào rồi mới thấy tạo cái nghiệp. Thà mà là một người con gái bình thường còn ngon hơn. Nghe Phật pháp rồi bận đồ cho nó kín đáo đi. Bận đồ kín mới đẹp. Chứ khoe hết lấy gì đẹp. Hiểu không? Nó nên nghe rồi mấy bà có chồng gì nữa, về mà mấy cái áo dây đem cho người ta hết đi. À, mệt ghê. Đốt bỏ đi đừng có cho, mới cho nó mới tạo nghiệp thêm. Hiểu không? Hiểu không? Chứ cha mẹ sinh mình nuôi mình khôn lớn, bây giờ mình mà mình bận đồ hở hang cha mẹ cũng mắc cỡ chứ, nhưng mà nói nó không được làm sao bây giờ. Hiểu không quý vị? Nên từ nơi đó mà thôi, mấy cái áo dây này đem đốt, nghe thầy Đức nói gì xả luôn.
mua mấy cái áo thun tay ngắn mà cũng ngang đây, rồi tay dài rồi bận vô cho đàng hoàng đi, rồi là bắt đầu nó đẹp hoài, đẹp lâu dài luôn, thấy không? Nó, mình là người đàn bà đã có chồng rồi mà ăn diện cho cố muốn cái gì? Muốn cái gì mấy bà, muốn gì mấy bà, muốn gì mà mấy bà ăn diện? Mấy bà đã có chồng rồi mấy bà chưa chịu an phận, mấy bà còn ăn diện cho cố? Ăn diện là muốn gì? Mấy ông chồng gặp vợ mà ăn diện quá hỏi ngược lại, bà muốn gì? Tôi có muốn gì đâu, tôi ăn diện cho ông nhìn thôi. Một ngày tôi nhìn được bao nhiêu lần? Đi tối ngày. Bận kiểu này giết cho có ngày quá à. Bỏ chồng bỏ con quá à. Đúng không? Mình là người phụ nữ đó có chồng rồi, ăn diện nó phải coi được đúng đắn, chứ đừng có quá đáng lộ lễ. Mà ăn diện cho quá đáng như vậy thì cuối cùng người ta, nhiều thằng nó nhìn, thằng trẻ nó cũng nhìn, đi vào công ty xí nghiệp nó nhìn, nó nhìn giết nó bùi tai, nó nói giết rồi. Hoặc là đi ăn nhậu karaoke giết rồi là dính thằng khác nữa. Thấy chưa? Bởi vì mấy ông này mà không khéo là dễ mắc vợ, bởi vì thời cuộc này lắm. Phải dạy, bởi vì dẫn vợ con đi vô chùa là chắc ăn nhất. Thấy chưa? Dẫn vợ con đi vô chùa là chắc ăn nhất. Nó nghe giáo dục, nó tin nhân quả. Nó tin nhân quả, nó biết ăn phận liền. Còn để cho nó ngoài đời, nó tung tăng ngoài đời, nó ăn diện giết. Có ngày nó bỏ chồng bỏ con á. Chứ không phải dở, không phải ai cũng vậy, mà nhiều người bây giờ liên hôn lắm, hiểu không? Ngày xưa những đức ở chùa trên thành phố cho anh à, đi đến chùa rồi sau này đi tu, có một ông như là anh nuôi anh em nhau vậy. Ông nói những đức câu gì nè, nói mà nhớ hoài, ông nói một câu. Tại ổng trong chùa hai mấy năm mà ổng là nấu ăn trong chùa. Ông nói những đức câu gì nè: em mai mốt vô chùa tu nghe, em phải chọn cái khâu nấu ăn. Những đức hỏi: ủa sao chọn khâu nấu ăn? Cái khâu nấu ăn dễ ăn. Dù mình không biết Phật pháp là gì, nhưng mình nói cái cách nói chuyện này không chấp nhận được. Không thể nào mà đi vô chùa tu mà đi nghĩ dễ ăn. Nếu nghĩ gì thì ngoài đời ăn, chứ ai mà đi vô chùa kiếm ăn, hiểu không? Nhưng Đức hỏi ông thêm: vì sao khâu nấu ăn dễ ăn ở trong chùa mà tại sao lại nghĩ như vậy? Ông nói: nấu ăn á, đầu bếp chín được là ngon lắm. Tại vì ai vô nấu ăn cũng qua mình hết. Rồi trước nhất phải cúng dường tiền cho mình, rồi mới được vô bếp nấu ăn. Phải cho tiền mình, rồi nấu đồ ăn ngon gì mình phải ăn trước. Mình ăn trước không à. Nên cái khâu nấu ăn là khâu dễ ăn nhất, và cũng có tiền nhiều, xài thoải mái luôn. Ông nói như đứa nghe vậy đó quý vị. Tại ông hai mươi mấy năm ở trong chùa, một thời ông đi tu với bạn ông. Ông là đầu bếp chính trong chùa, còn bạn ông là chủ trì chùa. Vì đó đó, nên ông chỉ Nhân Đức là vô chùa em nên chọn khâu nấu ăn. Thì Nhân Đức thì em cũng cố gắng chọn nha. Nhưng trong lòng của mình đã có phương hướng rằng thôi, mình đi vô chùa thì quan trọng nhất là mình làm những việc gì có lợi ích thôi, chứ chọn cái gì bây giờ. Giống như trong quan niệm mình nghĩ rằng mình ở ngoài đời, bây giờ mình vô chùa là cái như cái thân này mình buông đi, mình nghĩ rằng là mình phục vụ Tam Bảo là được rồi, không có nghĩ ngợi gì nữa trơn á, không có cần nghĩ ngợi dòng do tam quốc gì nữa là được. Thì những đứa có cái nghĩ như vậy thôi, thì những đứa đi vô chùa, những đứa tu. Thì hình như là 5 năm sau thì người anh nó gặp lại những đứa, nói: trời ơi, anh nói với em là đầu bếp chính, còn bây giờ em quản chúng luôn còn hơn nữa chặt. Quản chúng còn ngon hơn nữa nghe. Anh nói quản chúng còn ngon hơn nữa đó. Cái những đức cũng nói chơi, những đức nói rằng phải làm dữ hơn chút chứ. Quản chúng nó còn cao hơn đầu bếp nữa, thấy không? Thì quý vị biết rằng tất cả những điều này chúng ta đừng suy nghĩ tới. Cái duyên nó đặt mình ở đâu là mình phát triển ở nơi đó. Gọi là tùy duyên vẫn là hay chứ. Nếu mình có cái nghĩ mà mình không được, mình phiền não dữ lắm, đúng không? Thí dụ như bây giờ một cô gái này đẹp, nghĩ rằng tôi đẹp tôi phải có chồng đẹp, lỡ mình có chồng xấu lại cắn lự tự tử. Cái số phận của mình á, là lấy cái thằng này lùng hô. Bây giờ quý vị có được rồi, bây giờ quý vị nói tôi không chấp nhận, trời là trời, tôi đẹp như vậy, đẹp như là thiên nga vậy đó, mà bây giờ trời ơi, bây giờ lấy cái thằng gì xấu quắc à, mặt tối hù hô lùng nữa, không chịu đâu, không chịu cũng lấy rồi.
Không chấp nhận thì cũng sống rồi, hiểu không? Chấp nhận vẫn là hay, vậy là tùy duyên, đúng không? Số phận là như vậy mà. À, biết đâu trong hai người bạn nhỏ kia cũng đẹp như mình, mà nó có chồng rất là đẹp, còn mình có chồng rất là xấu. Ban đầu thì nhìn con người mình cũng cái số phận nó không được tốt. Nhưng mà lạ thay, một năm sau thì con nhỏ mà có chồng đẹp bị chồng đánh quá trời luôn, đánh te tô, chồng nó đi có vợ nhỏ tùm lum. Còn cái thằng lùng hô nó lại chăm sóc mình. Ai có phước hơn ai? Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài, thấy chưa? Nó mấy bà chọn đi, nhìn cao đi rồi mấy bà biết biết thân phận, mấy bà liền. Cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ, đúng không? Bây giờ chồng lùng, chồng xấu, chồng hô, bỏ đâu cũng thí đại mà không cần ngó ngàng đến, bận tâm làm gì? Còn cái thằng chồng đẹp thì nó đi đâu một chút là bận tâm lo âu, sợ nó đi có bồ nhí. Khổ không? Chỉ có cái đẹp vậy thôi đó mà khổ đó, thấy chưa? Nhưng mà thật sự cuộc đời thì ai mà không mong cái đẹp? Cái đẹp thì ai cũng mong. Từ nơi đó mà đâu phải mong mà được, mà số phận nó đến với mình, hiểu không? Nên có cái câu tùy duyên nằm bên trong thì nó rất là hay. Mà cái câu tùy duyên không phải là nằm chờ sung rụng, không phải. Mà cái câu tùy duyên này có nhiều người cũng do câu tùy duyên này mà trở thành là biến nè. Cái câu tùy duyên là chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên. Chọn hết bổn phận là nhiệt tình hết lòng với cái cuộc đời này, vì mọi người làm việc thiện việc tốt. Nhưng mà thành bại tùy duyên, chúng sanh có phước mình có duyên thì mình làm, chúng sanh không có phước mình không có duyên thì mình nghỉ. Đó là hết lòng hết dạ, chứ không phải nói cái câu tùy duyên như những người làm biến nằm đó chờ sung rụng. Sung mà nó rớt ngay cái miệng thì ăn, rớt quan bên cũng không ăn nữa. Tại vì sao? Tùy duyên. Vậy là không được, hiểu không? Không được. Thí dụ như bây giờ ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta nói chúng ta tin Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta tin Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng chúng ta cũng phải hết lòng hết dạ sắp xếp việc này việc kia việc nọ, phải sắp xếp hết lòng hết dạ. Rồi từ nơi cái tâm chân thật như vậy, nó là phàm phu mà nó còn có cái tâm như vậy, mình là Bồ Tát mà mình để nó như vậy sao? Nó là phàm phu mà nó bây giờ còn tính toán, bây giờ sợ mưa gió nó bắt thêm vài cái lo trên lầu trên, lỡ có gì cho người ta lễ. Còn mình là Bồ Tát mà mang một cái tâm từ bi, một lời nguyện cực kỳ lớn là vì chúng sanh. Không lẽ mình để nó lúc lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là danh hiệu của mình mà cho mưa ào xuống cho Phật tử dậy hết sao? Hiểu không? Cái nguyên lý này chúng ta phải suy nghĩ cho nó thật sâu sắc. Khi thấu đáo rồi quý vị sẽ tin vô cùng sâu sắc liền, hiểu không? Tại vì sao mình phải nghĩ như vậy đó? Nó đối với mình là phàm phu, mình có tâm nghĩ vì chúng sanh mà. Chư Phật Bồ Tát vì chúng sanh gấp trăm ngàn lần mình, nhưng vì sao phải cho họ chịu mưa gió khổ đau? Tâm từ bi của chư Phật Bồ Tát đặc biệt hơn nhiều. Như người có tâm sâu sắc thương con như thế nào, đứa con này mình phải đánh đập chửi mắng nó, mình đánh đập chửi mắng nó, mình không giết nó. Nhưng nếu mình để cho đứa con này bị người ta chửi mắng đánh đập thì người ta giết nó. Thà nó ở trong tay mình đánh đập chửi mắng nó, để sau này khi nó gặp sự cố gì, người ta đánh đập chửi mắng nó có đủ năng lực để vượt lên chính mình. Đó gọi là tâm từ bi. Bây giờ chúng ta tu hành nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp duyên nặng nề chồng chất. Bây giờ mình tu nhưng mà gặp bao nhiêu sự trở ngại, lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà không cho miếng gió nào hết trơn. Bồ Tát Quán Thế Âm nói ta từ bi đó con, vì cho con ngợp ngạt như vậy để mà con tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng thì tiêu mà phước báo thì tăng. Con về đây con lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà mưa gió như vậy, nếu như ta giải quyết vấn đề này thì đi ngược lại định luật, vì chính con đã tạo nhân quả, tạo nghiệp chướng. Bây giờ tuy con đi tu nhưng con phải trả nghiệp, con trả đi, con trả đi con, mai mốt con về cực lạc gặp ta. Đó. Nào. Lòng tin này gọi là gì? Lòng tin có sự hiểu biết, lòng tin trí tuệ, chứ không phải hoàn toàn tự nhiên mình nói bây giờ tôi con lại Bồ Tát, con lại A Di Đà Phật. Như vậy thì cái gì cũng phải thay qua nạn khỏi, cái gì cũng được tốt hết chứ. Còn vậy thì quý vị hưởng hết cái thế gian này còn gì nữa. Cái việc này là mình hưởng ở thế gian chứ không phải hưởng sức thế gian. Còn bây giờ mình tu mục tiêu là hưởng sức thế gian, là giải thoát. Còn cái thế gian là phải chịu khổ đau trùng trùng,
Quý vị coi lịch sử Đức Thích Ca Mâu Ni đi tu đi, có khổ không? Quá khổ luôn chứ, để nó vẫn chơi sao chập. Đó, nên muốn rèn luyện ra một con người thì nhất định phải chịu rèn luyện trong chốn chằn lao. Nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có một câu nói: ông chờ muốn giao trách nhiệm cho một người nào làm việc quan trọng thì ông chờ phải làm cho con người này đau xương nhức mình nhức mẩy, bệnh đau te tua, rồi lúc đó mới giao trách nhiệm cho con người này. Làm như vậy để làm gì? Để giúp cho ý chí người này kiên định, mạnh mẽ, rồi sau này mới giao trách nhiệm cho con người này. Quý vị coi, có những đứa con nhà giàu mà ăn không ngồi rồi, như vậy thì đứa con này làm sao có ý chí? Con mà nhà nghèo, sức phát huy của nó mới cao, vì nó quá nghèo, đè đầu cỡ cổ, nó càng đè chân nào thì nó càng vung vẩy lên. Như vậy thì ý chí mới cao. Cái ý chí cao rồi con người này mới thành đạt trong sự nghiệp. Phải luyện được ý chí, phải nhớ đó nghe mày. Ý chí cần phải luyện. Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà ngợp luôn niệm mà trời ơi, không đơn giản giống nhau, thở không nổi. Hồi tối mà ướt bốn lớp đồ, mồ hôi trên đầu nó đổ như là tắm. Con người mà nó sức mồ hôi đến mức như vậy mà dùng âm thanh lớn nữa, cái micro hút nữa, thì coi bao nhiêu cái như vậy trong lòng không đơn giản chút nào. Trong lòng nói nếu không có ý chí là ngã ngửa chắc chắn luôn, thấy không? Phải cần rèn luyện được ý chí. Mà khi vượt qua một lần thì tức khắc ý chí của người nó mạnh, cực kỳ mạnh luôn quý vị, rất là mạnh. Nên người tu chúng ta phải cần rèn luyện ý chí. Đây là cái việc cực kỳ quan trọng quý vị à. Nhưng mà đã hết lòng hết dạ rồi mà vẫn thất bại thì làm sao? Tùy duyên. Lương tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng vì mình đã hết lòng rồi. Đối những đức như thương các cụ già đi, những đức thương các cụ dữ lắm á, lo cho đại chúng là nhiệt tình lắm. Những đức nói không có một cái phước duyên nào lớn bằng thương con người và giúp con người và tha thứ cho con người hết. Phải nhớ, từ nơi đó mà bắt tay vào chỗ này để làm, đó là tu phước duyên lớn nhất. Mình đã hết lòng rồi, nhưng sau này cuộc đời mình lo cho các cụ, nếu có sự trở ngại gì, sự trở ngại, ai muốn trở ngại là chuyện của họ. Còn mình đã hết lòng rồi, đã hết lòng rồi thì nhân quả ai tạo người đó chịu. Còn riêng mình tự tại thông dong. Đúng không? Đến thế gian á, một là đòi nợ, hai là trả nợ. Nếu mình thiếu nợ người ta thì mình trả nợ người ta. Nếu người ta thiếu nợ mình thì người ta trả nợ cho mình. Nó chỉ có hai con đường như vậy thôi. Còn nếu như mình có ơn với người ta thì người ta trả ơn cho mình. Còn mình đã từng vô ơn bội nghĩa với người ta thì người ta phải đòi mình thôi. Nên từ nơi đó mới gọi là thiếu nợ trả nợ, báo ơn đền ơn. Từ nơi đó mà mỗi người mình khi nghe được Phật pháp là nó cởi mở tâm tư nè. Cái quan trọng nhất là cởi mở được tâm tư. Nên đi về đây 3 ngày nay, những đức cùng tu với quý vị ngày 4 thợ, chúng ta có rất nhiều thứ cởi mở tâm tư. Và cái hội chúng này cũng có nhiều người trẻ tuổi, nhiều đứa nít. Rõ ràng cái phước duyên của con người ta sanh ra đời, sanh vào một gia đình, quý vị nhìn là quý vị biết có phước. Thí dụ như không phải là sanh vào gia đình giàu mà có phước đâu. Phước đó là phước hữu lậu. Nếu sanh vào một gia đình nghèo mà độc ác, gia đình nghèo mà chỉ biết tiền mà không có đạo đức, thì đây không phải là có phước. Đây là gọi là cái phước si, hiểu không? Cái phước khổ đến với mình bây giờ. Mà đứa con này sanh vào một gia đình có phước, gia đình này tiếp nhận giáo dục, có đạo đức, biết tu nhân tích đức, sống thiện. Từ khi còn nhỏ đã gieo được cho con người ta biết tu, thì đây mới gọi là sanh vào gia đình có phước. Những đứa từ bên kia đi qua gặp mấy đứa nít, nó gặp mình cứ chắp tay ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Có nghĩa là gì? Đây gọi là sanh vào gia đình có phước. Từ khi còn nhỏ đã biết Phật pháp gọi là có phước. Còn quý vị coi, có nhiều gia đình giàu vô cùng luôn nhưng con cháu của họ không có dạy được, nó không có tiếp nhận giáo dục, rồi nó hư hỏng vô cùng. Bây giờ kêu con phanh tay thưa người đó gì đi con, không chịu thua với nó luôn. Nói nó là nó cự lại liền. Có nghĩa là gì? Đứa bé này tuy sanh gia đình giàu nhưng đứa bé này không phải là có phước thịnh mà là phước si. Đứa bé này khi lớn lên nó có thể hư thân mắt nết, có thể đòi nợ của ông bà cha mẹ.
Nên tuổi trẻ mà biết tu nhân tích đức là những điểm chùa chiền như vậy, ngày Chủ nhật cộng tu, ngày lễ lọc, là biết đến để tu nhân tích đức. Vì sao? Từ khi còn nhỏ biết ở trong hội chúng tu nhân tích đức, rồi rảnh rỗi đi xuống với làm công quả phụ, làm việc lợi ích. Dù là nó chưa đi vô chùa tu luôn, nhưng đó cũng là cách tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Mà một đứa như vậy thì đứa này chắc chắn sau này lớn lên không có tệ. Chắc chắn là không bao giờ tệ đâu quý vị. Cái đó là cách mà gieo duyên cho con mình tuyệt vời nhất trong cái cuộc đời này. Còn nếu như bây giờ con mình nó chỉ biết xài tiền thôi, không phải là phước đâu. Không phải là phước đâu quý vị. Những đứa thấy rằng nhiều đứa con nít ở trong chùa mình mà lớp đệ tử quy, những đứa thấy rõ ràng nó có phước. Nó từ khi còn nhỏ đã tiếp nhận Phật pháp rồi. Mình là gặp Phật pháp trễ nè, như những đức là gặp Phật pháp năm 29 tuổi, không? Trễ quá. Từ nơi đó có nhiều đứa nít đây nó đã biết Phật pháp sớm rồi. Nhất là con nít mà biết niệm Phật. Con nít mà biết niệm Phật là không phải đơn giản chút nào cả. Thiện căn này quá dày, nhưng phải căn được bổ túc cho nó dày cái thiện căn này. Thí dụ như một đứa con nít mà nó biết niệm Phật sớm quá nha, đứa con nít này có thể cả đời niệm Phật được là ngay chỗ nào, ai biết không? Đừng có cho nó biết nhiều văn tự nữa, là nó niệm Phật cả đời. Còn nếu như đứa nít này nó biết niệm Phật sớm mà nó biết nhiều văn tự, biết nhiều người, thời gian là nó bỏ niệm Phật liền. Tại vì cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn quá đơn giản rồi. Nó đơn giản đến mức mà chúng ta không dám tin đâu. Không dám tin là một câu Phật hiệu mà có thể làm được nhiều thứ như vậy. Mà chỉ có người niệm Phật mới biết thôi. Giống như uống nước nóng lạnh tự biết thôi. Nên cái người mà hiểu văn tự mà không thông á, là tuyệt đối không bao giờ tu tịnh độ. Tịnh độ là không bao giờ tu. Nên tất cả những vị mà người ta có học thức thế gian này, phần nhiều người ta bài xích tịnh độ hết. Người ta cho rằng tịnh độ giống như là người làm biếng vậy đó, bỏ công ít mà muốn thành công lớn, giống như bỏ vốn ít mà muốn lời to, là họ cho rằng người tu tịnh độ là người làm biếng, quý vị hiểu không? Nên người ta không dám tin tịnh độ. Nhưng quý vị phải biết rằng pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà giống như cha mẹ giàu sang đã tạo sẵn sự nghiệp, con cũng không phải vừa, con cũng có phước hưởng sự nghiệp này. Nó đâu phải là chuyện bỗng không, Phật pháp nói nhân quả. Nên Đức Phật A Di Đà tạo sẵn một sự nghiệp đồ sộ vô cùng. Còn đứa con này cũng không phải vừa, đứa con này cũng có đủ phước duyên để tiếp nhận sự nghiệp đó của Phật A Di Đà. Hai bên này phải kết duyên kết hợp. Từ nơi đó mà giống hệt như là bỏ công ít mà thành quả lớn. Người ta chỉ nhìn tại sao họ có một cái quan niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà làm bao nhiêu chuyện A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái gì cũng để cho Phật A Di Đà. Con người thiếu bản lãnh, họ cho rằng như vậy. Họ muốn làm con người có bản lãnh. Người có bản lãnh không làm được. Nhớ, người có bản lãnh không làm được. Thà làm người không có bản lãnh, nương vào bổn nguyện để niệm Phật chắc ăn hơn. Nhớ nghe quý vị đó. Bây giờ mình chấp nhận mình không có bản lãnh nè, không có bản lãnh chỉ có niệm Phật thôi, không có khả năng xây chùa và thượng xây chùa cho mình, phải không? Bây giờ nói tôi có bản lãnh, không cần hòa thượng xây chùa, tôi đi xây chùa khổ chi à? Đi khổ chi dữ à? Còn nếu không làm được thì ai kêu mình miễn cưỡng chi? Làm cao xa gì cho nó khổ không? Bây giờ tự nhiên gặp tịnh độ rồi, chân thật niệm Phật, tự nhiên người ta đưa mình đi, tự người ta sắp xếp cho mình hết trơn. Tự nhiên người ta đưa mình đi, đi xuống dưới đây, tự nhiên gặp ngay một vị đại lão hòa thượng gì đó, trong khi hòa thượng chỉ có nhắc những đức có mấy cọng tóc thôi. Vậy đó mà tự nhiên rồi người ta đưa mình đi xuống dưới đây, nguyên một cái cơn lớn vô cùng vậy đó, nằm im vậy đợi mình. Thôi rõ ràng quý vị. Hòa thượng mà ngày nghe câu này, ngày cũng nói à, đúng là thằng này rõ ràng. Cơn ngơ tâu say bao nhiêu chục năm đó, gì mà nằm im đợi này đến à. Tao cũng đưa cho nhiều người mà tự nhiên nhiều người nó không làm. Trước những đức có bao nhiêu người cũng là nổi tiếng, không, hòa thượng mời đến vậy mà họ đến họ gặp cái họ đi mất tiêu. Cuối cùng như thế nào? Cái thằng ăn không ngồi rồi, cái thằng không làm cái trò chống gì, bây giờ có được cái nhà ở là cũng mừng. Nên nó chăn quý hơn con nhà giàu. Con nhà giàu nghĩ mình có nhà rồi, người ta đưa nhà cho mình là gánh nặng,
Còn giờ con nhà nghèo không có nhà, người ta cho được căn nhà ở là mừng rồi, người ta sắp ở đâu thì ngồi đó. Cuối cùng vậy mà ngồi đâu thì thành công ở đó, là do gì chịu làm. Cái đề học cũng nhắc nhở mình ha. Nên sống trên đời này phải có tâm tùy duyên. Đừng đặt những vấn đề trong cuộc đời này đối với con người cao quá, dễ sanh phiền não. Nhiều người chúng ta, mình sẽ không vừa lòng những cái mà mình đang có đâu. Nhưng khi mình mất đi, mình thấy hối tiếc vô cùng. Đa phần là như vậy. Thí dụ như có được người vợ này cũng được lắm, nhưng mà không vừa lòng. Khi để mất người vợ này rồi, bắt đầu thấy hối tiếc. Nên chúng ta tùy duyên khi có được người vợ, người chồng này. Đó là duyên đến với mình mà. Đã là duyên đến thì trong lòng cảm thấy chấp nhận. Được à. Vậy thì sống như thật là tốt đến với nhau. Còn nếu như thấy mình cũng đẹp mà sao có chồng có vợ này thấy không hợp với mình, không xứng đôi vừa lứa với mình, mình nhìn xa một chút, thì có khi mắc cả chì lẫn chài, trở thành kẻ cô đơn quạnh quẻ. Thường là con người sống ở cuộc đời này, khi còn ở bên nhau thì không trân quý. Như vợ chồng bên nhau hay là cha mẹ còn sống ở bên mình, không trân quý. Nên chúng ta là người học Phật nên trân quý những cái mà mình đang có được ở cái cuộc đời này. Khi mình trân quý họ thì họ sẽ trân quý mình à. Chứ bây giờ mình không trân quý họ mà kêu họ trân quý mình khó lắm quý vị à. Rất là khó. Còn nếu như mình trân quý người ta vô cùng mà ta vẫn không trân quý mình, thì đó là duyên số của mình. Duyên số của mình. Nhưng Đức thường nói cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Cái câu này phải áp dụng nhiều người lắm nha. Mỗi lần mà cái gì mà không vừa lòng, không vừa ý thì nhớ cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Không trả ở cõi đời này thì trả trong tam độ ác đạo. Hôm qua những đứa gặp một cái chú này, ông nói trên đầu con sao có cái mục mà nó ngứa, nó gãi suốt, mà nó khổ vô cùng. Những đức nói nó khổ ở đây một, khổ ở trong tam đồ 100, 1000, chú trả ở đâu. Nghiệp duyên đến với mình toàn là do túc nghiệp đã từng tạo. Túc nghiệp đã từng tạo. Nhiều người người ta tu hành dữ dằn vô cùng mà cuối cùng người ta còn bị nghiệp quả khảo đạo. Nên mỗi một người chúng ta khi nghiệp duyên đến với mình là cái quan trọng vô cùng, đó là gì? Vui chả mà có phương hướng đi về. Nhớ nha. Cái đặc biệt vô cùng là gì? Vui chả có phương hướng đi về. Chứ không phải như những người người ta không biết tu, người ta khổ đau mà người ta nói là thôi chả vứt cho rồi, mà người ta không tu. Còn mình là vui chả có phương hướng đi về. Mỗi lần mình chả là giống như mình gỡ một cục đá trên vai mình để xuống như thế này, để mình nhẹ nhàng mình đi về cái chỗ mà mình đang cần đến. Khi mình có cái hướng đang cần đến thì tự nhiên trong tâm trạng con người mình trả nợ vui lắm. Mình cứ có một cái quan niệm là mình nghĩ mình tương lai ở thế giới cực lạc. Mình là người dân ở cực lạc chứ không phải ở đây. Nên thà ở đây trả cho xong đi để mình đi về cực lạc. Có một cái tâm như vậy thì tích cực chứ không phải tiêu cực nghe. Dù là bao nhiêu nghiệp duyên đến khảo đảo nhưng mình vẫn vui sống. Tại vì tương lai mình là người dân ở cực lạc. Khổ ở đây ngắn ngủi, về cực lạc ở lâu dài. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta đều là có học ha. Cộng trừ nhân chia tính đi. Cái trả thời gian quá ngắn mà gầy dựng tính nguyện niệm Phật đi về cực lạc thì quá dài, hưởng được tốt đẹp vô lượng kiếp luôn. Nên tất cả cái nghiệp gì ở thế gian này chúng ta cũng có thể vui trả được. Vui trả được hết. Nó nên qua những cái bài học tập này, nó quá nhiều tư tưởng phong phú à. Về nên nghe lại đi để được lợi ích lớn. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố đối với tịnh độ nghe.
Rồi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nên một ngày những đức cúng đi thực 2 lần và phóng sanh cũng suốt mấy lần. Nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Mỗi người đều có sức khỏe, thân tâm thường an lạc và nghe được Phật Pháp, tiếp nhận, biết tu hành, biết niệm Phật, tin sâu nhân quả, sống cuộc đời tốt đẹp tu hành. Khi bỏ báo thân này đều về thế giới Tây Phương Cực Lạc gặp nhau. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều hưởng được những công đức này. Và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, bây giờ họ làm cô hồn vất vơ vất vưởng rất là khổ, nên mỗi người chúng ta tu hành đem công đức hồi hướng cho họ, nguyện cho họ hưởng được những công đức này, thần thức tỉnh táo, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi làm hương linh mà nghe được bổ nguyện mà niệm Phật thì rất là dễ được giảng sanh, vì quý vị không bị vướng cái thân này nên dễ giảng sanh lắm. Chỉ cần buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ mà hướng về bổ nguyện Di Đà niệm Phật thì Phật A Di Đà sẽ phóng ánh ngọc hào quang tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là lời hứa của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết ổ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật.
Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là lớn quý vị, nên tất cả những người nghe đạo chúng ta phải nhớ rằng Đức Phật dạy tứ sanh phụ mẫu, nên trong gia đình mình dùng một con ruồi, một con muỗi, một con kiến chúng ta không dám giết, nuôi những con vật trong nhà không được đánh đập mà đối xử tệ bạc với nó. Biết đâu cũng là ông bà cha mẹ của mình vì cái nghiệp chướng mà ái nhiễm rồi trở lại tái sanh vào gia đình mình làm chó mèo hay là heo hay là con vật trong nhà. Từ nơi đó mà quý vị khi nghe đạo rồi mình mới biết rằng là tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Nên phát tâm từ bi không dám ăn thịt và còn phóng sanh. Nên cái công đức phóng sanh lớn dữ lắm. Khi chúng ta làm lễ phóng sanh tâm trạng mình vui lắm. Giống như những con chim này nó đang bị nhốt trong tù mà mình thả ra mình mừng, giống như mình ở tù mà ai thả ra mình cảm ơn dữ lắm quý vị. Nên từ nơi đó mà thả ra mà còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và chỉ cho con đường để được giải thoát nữa. Nên tất cả những con chim này nghe được Pháp Môn Tịnh Độ rồi, thôi được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi thả ra nên ở trong chùa nghe Pháp Môn Niệm Phật, mỗi ngày nghe danh hiệu Phật, để mà khi bỏ thân đều sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay vui vẻ thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.